Vải đây mọi người, quả vải sắp được ăn rồi mọi người nhé. Cái này là vải hoang 100% mọi người. Ấy, cả cây luôn. Được một cái này. Ôi, chua lắm. Đây, vải này. Cái gì? Đánh gì? Ui trời ơi. Đèn bóng luôn người. Đây đây đây. Nó có số nó di chuyển không? Móc được lên không? Em móc lên đây. Rồi, em chỉ cho mày đấy. Xe rồi, ui nó xuống. Kìa kìa, tú luôn. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của Mới Thầy Trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhầy mọi người nhé. Mỗi một miếng nhầy sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của Mấy Thầy Trò mình, sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là nấm linh chi mọi người nhé, tức là nấm lim ấy. Cái nấm lim này thì toàn bộ là nấm lim bao tử, chứ lim này là nấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là nấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan, thận đều sử dụng nấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về nấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của Mấy Thầy Trò mình nhé. Cảm ơn mọi người nhá. Hôm nay hai anh em đi cái hướng này. Còn anh Đại thì mấy anh Quỳnh thăm hai bẫy bên kia. Ui, vải anh Tuyên ơi. Vải mọi người. Quả vải sắp được ăn rồi mọi người nhá. Cái này là vải hoang 100% mọi người. Đấy, cả cây luôn. Được một cái này. Ui, chua lắm. Chua lắm. Đây mọi người, đấy, quả này thì nó chưa chín mọng cho lắm. Chua lét, chua lét. Bẫy này vẫn còn mùi luôn. Chua quá mọi người. Quả to to. Đây, quả này. Cắn đi. Đâu đâu đâu, chạy 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 chạy. Ủa trời ơi. Ủa. Xem có phải như hổ chúa sao à? Đen xì. Dạ? Đen xì đây. Ủa con này đen chứ. Đen xì luôn này mọi người này. Không phải của mang luôn. Đen xì luôn. Gọi Quỳnh lên lại nhá. Gọi đi. Đen xì luôn mọi người. Đen xì đen ngòm luôn. Ui trời ơi. Ôi. Nó phun nọc luôn mọi người. Mày hâm lưới á mày. Ơi nó bành nè. Ấy. Ui trời ơi. Ui. Ui.
Quỳ vai. Nó giữ kinh thế rồi. Ôi, chưa đại, nó làm ở trên này. Thích trên kênh. Đen bóng luôn. Đen xì luôn đi. Đó. Trên này, húi. Ai là bắt bẻo đầu ngay trên đây đây. Vừa ấy cái nó bắn phun nọc luôn. Cao mình chấm. Xử lý ra đó, mấy cái bẫy ở bên này nữa. Chọc xuống ấy Quỳnh. Chém cụt đầu bây giờ mà đứng đấy không ấy à. Mày kẹt kẹt nha. Đấy. Ui ui, nó lên đi kìa. Lên rồi. Lươn lên. Lên đây trời nắng à. Đấy. Kìa quá. Móc ấy. Ui vào kia rồi. Đây. À đây thắt lưới đó. Đấy, chọc chọc đi. Không khác gì lưới. Ôi lại vòng trong Quỳnh rồi. Từ tí nó không biết gì. Rồi cứ đá nó ra đâu. Con đen xỉ anh nhỉ. Làm tìm đường nó trốn rồi nó vướng nó chạy lên. Ui trời ơi. Đèn bóng luôn người. Đấy. Quay đầu lên à? Cái gì à? Như là quay đầu đấy sao? Mạnh lên. Tuyên kéo lên trên cái kia ấy nó ra, mày xây nó ra. Mấy đầu. Ui, kia, đâu. Ui. Ở đây còn rơi không? Còn sắp hết rồi, nó sang, chỉ bị sang cây rồi. Rồi, sang cây là được. Cái dây này mình không mất. Mẹ đang cố thủ trên cái sợi dây ấy à. Cầm để em ấy. Cái gì à? Cái gì của người ấy? Con gì nó cắn này. Kìa. À đấy, con này to đấy, được đấy. Hơn 2 cân ạ. Bình đẹp luôn. À đưa móc cơ sướng nuôi vào cành cây xuống ạ. Ê, đầu kìa. Con bổ kìa. Ui, cẩn thận. Ui, nó bổ kìa. Bình tĩnh luôn. Ừ đấy, nó gầm luôn đấy. Mồm đang chảy nước đây kìa. Ấy, cẩn thận cái tay đuổi đấy. Víu nó sang cành cây. Thôi quay về rồi lại trốn vào đây rồi, nó lại mắc vào đây. Quay lại đây. Ui, anh ơi. Dài chưa? Ui, tôi. Rồi, xuống rồi. Xuống rồi, tôi xa cho anh chạy được. Chọc chọc tiếp vào đuôi. Ui. Gì? Cái gì đấy? Cái gì chặt thế đấy? Thế là xử lý con kia. Ui. Gì em? Đấy còn một con nữa này. Đâu? Ui tí nó dám vào này. Bây giờ nó làm trong cái ổ chuột này. Nó làm trong ổ chuột này. Nó nằm trong ổ chuột đi. Đây quay cho mọi người xem này. Có đấy con. Chúng to ấy. Nằm trong ổ chuột cấp 9 đấy kìa. Đây. Nó có xuống nó di chuyển không? Móc lục lên không? Em móc lên đây. Rồi. Xe rồi. Ui nó xuống. Kìa tú luôn. Ui nó trượt kìa. Ui nó trượt kìa. Cầm trượt kìa. Tí nó mổ chân. Rồi. Con này nó có quẩn ở trong đấy. Nó vướng dây đấy rất khó xử lý luôn. Được chưa? Đây được gỡ ở đây ra. Ui mày thế, nó nằm ở trong cái ổ chuột. Tao đã sờ vào người mày. Tao đã sờ vào người mày. Này, cái đó. Nó vướng giống như một cái đấy lưới luôn. Lưới bẫy. Ui trời ơi. Anh em mình cũng bắt được luôn. Kéo bỏ cái hẳn ra lưới đi em. Con này to đừng nha. Đừng rút nữa. Rỡ ra. Ngon. Đây. Được. Ui nó bóng. Hàng này được đấy. Ui chưa? Cẩn thận nữa. Cẩn trưởng nữa ấy. Quấn tay nữa. À mọi người. Em khá là to luôn. Cho mọi người xem nhá. Mới sát vào tí. Nhìn anh kia nó không nhìn cam đâu. Đây mà.
nhìn cái camera này, tao đứng màn không? Chưa? Tóc chéo đây mày. Mày bình tĩnh đi. Há à, mày phụt thằng sướng hết rồi, làm gì có gì mà phụt nữa. Rồi, túi đâu, túi đâu, túi đâu. Hãy lấy túi em ơi, sướng sướng lấy túi. Em qua hàng rồi, quay ra kia để em chạy thôi. Em ra lấy túi đi. Cẩn thận con đấy nó mất rồi. Đây. Anh nhìn cái kia không biết là cái cây. Hả? Cái dốc cây kia là cái cây hay là cái gì? Hả? Kìa. Đâu? Trên cái bớ kia nhưng mà nhìn mờ ảo ảo chứ. Nè, nhìn này, chỉ thẳng chỗ ngón tay anh này đấy, chỗ này này, có một cái gì ấy, cành cây hay là cây gì? Nhưng mà nó nằm im lắm. Từ đấy giờ lúc thằng Sứa trèo lên anh nhìn thấy nhưng mà anh không để ý nữa. Cho con này vào đó. Pháp đâu. Cầm sát vào. Cầm sát vào không ấy đấy. Cầm đừng để nó ngoái, bẻ ngược hết các chiều của nó ra ngoái đi. Hai tay. Anh nhìn nó không động đậy nên chả biết nó phải con nó lúc đấy định bỏ mình sướng, sướng này dẫm mẹ con dưới chân. Nó phịt cho. Đấy, phải có cái khúc khúc tầm cổ tay hay là cái ná. Thấy không? À kia. Đâu. Ôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây. Nhìn ngược lên, tao. Cái ngọn trời ơi, áo ơi. Này. Một hàng. Con đang phơi mình. Con này đang phơi mình tận trên này cơ mà. Là mình cứ nhìn thấy góc này mọi người này. Đây. Ôi, rào luôn. Trời ơi. Rào luôn. Đây này mọi người. Đâu vào. Ua. Ê, nó thụt. Có thu rồi. Đưa móc ơi. Em mượn cái móc. Cẩn thận nhá, cái đầu nó đang sang bên này. Sao nó đấu, đến đâu à? Đấy cho nó có xuống dưới thì bắt. Dựa em. Sang cái này rồi. Ui trời ơi. Nó đang lao đấy. Nó đang lao xuống rồi. Đang lao đến cái đầu kia rồi. Ui, nó quay đầu. Ui, cái con này nó to nhá. Cái đầu này. Đấy. Đầu đằng kia đấy. Thấy rồi. Kinh hồn trước. À. Mày hấp dưới rồi mày. Đấy. Mà nó dắt em dưới. Nó mắt cái dây ở. Nó dài đẹp luôn. Đấy. Cái túi nhá, để em quay sau, quay sang này xem. Ui trời ơi. Ra kia, đầu quay ra kia. Ê rồi. Mày nhớ nhá. Rồi. Ui trời ơi. Thế luôn. Đẹp xí luôn. To luôn anh ạ. Con này vừa to vừa. Ra ra chỗ kia đâu. Đấy. Đấy, thu luôn. Thu luôn. Đẹp. Ôi. Lấy móc rút cái sợi dây ra. Lách người. Ôi trời ơi, trời. Còn đèn xi luôn. Hai con đèn xi nhá. Đấy. Ác ma nhân. Ôi, cẩn thận. Ôi, luôn này. Phanh anh ạ. Ôi, vất vả luôn. Cho túi nhá. Cái thằng vất vả.
cao đấy. Kinh, cái con này chuyên cầm này. Đen, đen xì nhưng mà không đen bằng cái con đầu tiên nhỉ. Cái con đầu tiên mới đen. Ừ. Còn túi này con nhau á. À, đây có túi còn túi kia đâu. Được. Túi này như có cái vết đấy. Đấy, thế ngon nữa. Túi nào có ba em. Úi giời. Có cả vào cái túi này. Kiểm tra nốt anh ơi. Kiểm tra nốt cái chỗ kia xem còn cái con nào ủ trên đấy không. Thì mọi người xem video nhớ like cái kênh cho anh Tuyên Top 8 như toàn thể các anh xem người nhá. Hả? Hết rồi. Xin chào cả mọi người nhá. Xin chào cả mọi người nhá. Cả mọi người đi. Xin chào mọi người nhá. Phải đi. Phải đi.